Còn để giây phút này là toàn thể các con trai gái rũ rề với các cháu đây, đừng gọi cha gọi ông mấy lời. Cha ơi, giờ tiễn đưa thì mỗi lúc mỗi gần, con gọi cha suốt từ ngày hôm qua cho đến giờ mà chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, con thương cha cả đời cả vất vả gian lao, cha nuôi chúng con đây thì đã nên người. Con chỉ mong sao cho cha được mạnh khỏe cha ơi, để cho chúng con suốt đời con được cậy trông ngang. Nhưng ai mong ở đâu đây cha lại bỏ ra đi, cha chẳng quay về với anh chị em chúng con đây. Chỉ còn có ít phút nữa thôi là tình cảm cha con thời đã chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu. Cha ơi, cha có thương mẹ chúng con và chúng con với các cháu đây thì cha quay về để cho con chăm sóc cho cha từng miếng ăn giấc ngủ. Cha ơi, sắp hết rồi con phải mất cha. Cha ơi, con gọi cha mà đau xót đi rất nở. Con đi mất cha rồi, con biết tìm đâu bây giờ cho thấy cha về với chúng con. Bà còn để lời than tiếng khóc: bác ơi, vợ chồng cháu Nam khuyên giờ phút
chia ly đã sắp sửa đến. Cháu là Nam Quyên đây, cháu ở Thanh Hoa, cháu nghe tin bác gọi qua đời thì các cháu lặn lội đường xa xa xôi, cháu về với bác ấy. Cháu về với bác thì bác đã nhắm mắt xuôi tay rồi, bác quỷ ơi, còn đâu bác nữa để thời cho các cháu hỏi cháu thương. Bác ơi máu chảy đi ruột đau, cháu thương bác nhiều lắm mà chẳng biết làm sao lúc này. Bác ơi mỗi ngày các cháu về đây chơi thì bác vẫn nói cười vui vẻ biết bao nhiêu. Ngày hôm nay cháu về thì chẳng thấy bác đâu. Bác ơi bác bỏ đi đâu, sao chẳng nói một lời. Cháu thương bác nhiều lắm mà chẳng biết làm sao. Bác Tùy ơi, thời gian tiện đưa đã đến mất rồi. Hoan nghi đâu bác ở thời, như những ngày nào, như ngày nào bên cháu ba ơi. Bác thì cũng như cha, ba như mẹ trong nhà. Ngày hôm nay bác hồi đi xa rồi, cháu xót xa vơi đầy, biết ta nói câu gì. Ôi bác ơi. Lời than tiếng khóc của cháu Nam Khuyên xin được vĩnh biệt bác ra đi từ đây. Alo, sắp đến giờ